kiểm tra bài cũ. Bạn nào hãy cho cô biết là tiết địa lý trước chúng ta đã học bài gì nè. Cô mời Minh Châu. Là sơ cơ là hoạt động sản xuất của người ở của người dân ở đồng bằng Nam Bộ tiếp theo. Đúng rồi, tiết trước chúng ta học bài hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ tiếp theo. Rồi, bạn nói cho cô biết là vì sao đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta? Bạn nào biết giơ tay cô nè, các con có học bài không? Khánh Trần, con trả lời được không con? Khánh ơi. Trời, Nhật Thanh trả lời giùm cô đi. Dạ thưa cô, là nhờ có nguồn nguyên liệu và lao động lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nên đồng bằng Nam Bộ đã trở thành một vùng có ngành công nghiệp lớn nhất nước ta. Cảm ơn con. Cô cũng đồng ý với con là vì có nguồn nguyên liệu và nguồn lao động lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nên đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. Vậy bạn nào hãy kể cho cô một số tên của ngành công nghiệp nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ nè. Bạn nào biết giơ tay cô? Rồi cô mời Bảo. Trần Bảo đó, Trần Bảo giơ tay đó, trả lời cho cô đi con. Dạ thưa cô, là sản xuất linh kiện máy tính điện tử, dây chuyền sản xuất bột ngọt, chế biến hạt điều xuất khẩu, phân xưởng cán đồng, nhà máy đạm Phú Mỹ. Rồi cô cảm ơn con. À con là Bảo Trân đó đúng không? Dạ. Rồi, một số ngành công nghiệp nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ như là khai thác dầu khí, chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất, cơ khí, điện tử và dệt may. Rồi, các con quan sát trên màn hình, các con có biết tòa tháp này tên gì không nè? Nhật Thanh. Đây là tòa hát người ta quên rồi. Coi em quên rồi cô. Quên rồi, bạn nào nhớ trả lời cho bạn Nhật Thanh nè. Minh Châu. Dạ thưa cô, tòa tháp này tên là Làng Mát 81. Đúng rồi, tòa tháp này tên là Landmark 81. Bạn con có biết là tòa tháp này xây dựng dựa trên hình ảnh nào không nè? Tuấn Anh. Dạ cô. À, tòa tháp này xây dựng dựa trên hình ảnh của cây tre. Đây là tòa tháp cao nhất Việt Nam và cao thứ 8 trên thế giới. Bây giờ cô sẽ cho các con xem một đoạn video nha. Con xem lại nha, tại nãy bạn Vân Bảo Vân Bào nên con phải cho phép nên nó bị ngừng. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, La 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 la, La 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 la, những cuộc hôn gió
gian hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá chẳng bao biết thơ. Một tình thương đến vì lời hát câu ca để lòng thương nhớ. Rồi, bạn nãy cho cô biết là hồi nãy cô có cho các con xem một đoạn video và có lời bài hát, thì lời bài hát có nhắc tên đến một địa danh nào nè? Trần Bảo, Bảo Trân. Dạ thưa cô, đó là Sài Gòn. Đúng rồi, bài hát có nhắc đến Sài Gòn. Vậy con có biết là Sài Gòn là tên trước đây của thành phố nào của nước ta không? Bảo Trân trả lời luôn đi con. Dạ thưa cô, là tên của thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, Sài Gòn là tên trước đây của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai hoạt động. Và hoạt động thứ nhất là thành phố lớn nhất cả nước. Các con quan sát lượt đồ và xem các con có thấy được cái có thấy được con chuột không? Có thấy được cái mũi tên không? Rồi. Các con quan sát. Dạ thấy không? Không thấy hả con? Dạ con thấy cô ơi. Con thấy được con chuột. Rồi bạn nào thấy thì xem, còn bạn nào chưa thấy thì đợi một chút xíu cô sẽ show lên rồi con thấy nha. Đây là thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học. Em thấy rồi cô ơi. Rồi. Và các con hãy đọc thầm sách giáo khoa trang 127 và trả lời cho cô ba câu hỏi, đó là thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phen con sông nào, thành phố Hồ Chí Minh đã bao nhiêu tuổi và thành phố Hồ Chí Minh mang tên là thành phố Hồ Chí Minh khi nào. Tuấn Anh, con đợi một chút xíu đi cho các bạn tìm hiểu xong rồi con trả lời. Dạ cô. Rồi các con trả lời trong 2 phút nha. Bao nhiêu tuổi hả? Rồi bây giờ câu đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh nằm ven con sông nào? Cô mời Nhật Thanh trả lời. Dạ con, thành phố Hồ Chí Minh nằm ven con nằm bên con sông Sài Gòn. Rồi, bạn Tuấn Anh nhận xét giùm cô là bạn trả lời đúng chưa? Dạ cô, bạn Nhật Thanh trả lời đúng. Đúng rồi, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm ven con sông Sài Gòn. Đây là hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh nằm ven sông Sài Gòn. Vậy thành phố Hồ Chí Minh đã bao nhiêu tuổi rồi? Cô mời Minh Châu. 300 tuổi đúng không ta? Minh Châu. Thành phố Hồ Chí Minh đã 300 tuổi rồi. À, thành phố Hồ Chí Minh đã hơn nha con, hơn 300 tuổi rồi. Thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 300 tuổi rồi. Bởi vì nó được thành lập vào năm 1698. Rồi, thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, mang tên là thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào? Cô mời Thiện vào Nhân. Năm Thiện Nhân trả lời cho 1976. Rồi, bạn nào nhận xét giùm cô nè, bạn Khánh Trần nhận xét giùm cô. Dạ, cô, bạn trả lời đúng. À, bạn trả lời đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh mang tên thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1976. Vào năm 1689 thì thống soái Nguyễn Hữu Cảnh đã thành lập nên thành phố Hồ Chí Minh và lấy tên gọi là Sài Gòn. Với hơn 300 năm lịch sử thì tại đây đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Và có thể kể đến một sự kiện lịch sử, đó là vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 thì tại bến cảng Nhà Rồng, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước tại đây. Vậy các con có biết Nguyễn Tất Thành là ai không nè? Dạ không cô. Nguyễn Tất Thành. Bác Hồ. Bác Hồ. Bác Hồ. Thành là bác Hồ của chúng ta đó. Tại bến cảng Nhà Rồng thì bác Hồ đã ra đi tìm đường giải cứu đất nước cho chúng ta.
Châu ông đừng có mở mic lên ông nói được không? Ông giơ tay lên ông cô mời được ông Châu. Rồi rồi, được nè, không có cãi lộn nè. Cho đến vào ngày 2 tháng 7 năm 1976 thì Sài Gòn được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh Sài Gòn khi xưa đây, rất là cổ kính. Còn bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Các con nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh khi xưa và bây giờ thì khác nhau như thế nào? Cô mời Minh Châu. Dạ thưa cô, thành phố Hồ Chí Minh hồi xa xưa là nó nhỏ hơn, nó không có đẹp. Còn phố Hồ Chí Minh khi mà trong tương lai thì nó đẹp hơn, nó rộng hơn. Nó sẽ hoa lệ hơn, nó rực rỡ hơn, nó hiện đại hơn. Bởi vì kinh tế cũng phát triển rồi. Rồi bây giờ các con hãy quan sát lượt đồ và nêu ra cho cô các tỉnh tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Và từ thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đi đến những tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào? Các con có 2 phút để trả lời. Rồi, câu đầu tiên là chỉ ra các tỉnh tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Cô mời Thiện Nhân. Dạ cô là chỉ ra các tỉnh tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh là tỉnh nào con? Dạ cô là tỉnh của con giơ tay mà. Rồi bạn nào tiếp bạn đi nè, Minh Châu tiếp bạn đi con. Được, những thành phố tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh là gồm có thành phố là Tây Ninh. Tỉnh con tỉnh chứ không phải tỉnh Tây Ninh. Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương. Rồi, con nào con tỉnh nào nữa không? Dạ không còn. Rồi, bạn trả lời đúng nhưng mà còn thiếu một tỉnh, đó là tỉnh Tiền Giang nữa nè. Rồi, bây giờ có số đáp án luôn nha. Rồi, từ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể đến những tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào? Cô mời Tuấn Anh. Dạ cô, là mình có thể những tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đến những tỉnh khác bằng loại phương tiện giao thông là đường sắt, đường ô tô, đường hàng không và đường thủy. Rồi, tại sao con biết là có thể đi bằng đường hàng không nè? Dạ thưa cô, vậy trên bản đồ của thành phố Hồ Chí Minh nó có để hình máy bay cô. Hình máy bay hả? Cái đó là cái gì? Con đọc chú thích coi, cái máy bay đó là cái gì? Dạ cô, là sân bay. Đúng rồi, nó có sân bay nè, sân bay Tân Sơn Nhất, đây là sân bay quốc tế. Nó vừa có thể qua tỉnh khác mà vừa có thể qua nước khác luôn nha. Rồi. Dạ. Ta có thể đi đường bộ, bởi vì nó có đường ô tô, là những cái chú thích màu đỏ đỏ nè, những cái đường màu đỏ đỏ này nè, là chúng ta có thể đi bằng đường ô tô. Yeah. Rồi, đường sắt thì là cái đường màu đen đen nè. Chưa? Yeah. Rồi, chúng ta có thể đi bằng đường thủy, bởi vì ở đây có cảng. Yeah. Có sông nữa. Yeah. Rồi. Các con hãy quan sát bảng số liệu và so sánh về diện tích cũng như là dân số của thành phố Hồ Chí Minh đối với hai cái thành phố khác là thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Về diện tích thì các con thấy nó đứng thứ mấy nè? Cô mời Bảo Trân. Dạ thưa cô, về diện tích là thành phố Hồ Chí Minh đấy
đứng thứ ba. Thứ ba hả con? À dạ. Dạ thưa cô là đứng thứ nhất. Đúng rồi, thành phố Hồ Chí Minh là 2095, còn các thành phố khác thì nó ít hơn, nó chỉ có 1526 hoặc là 921 thôi, nên nó là diện tích lớn nhất. Rồi về dân số thì bạn nào so sánh giùm cô? Cô mời Nhật Thanh. Dạ cô, dân số của thành phố Hồ Chí Minh là nhiều nhất. Đúng rồi, dân số nó cũng nhiều nhất luôn. Nó lên tới 5.731.000 người. Như vậy thì cô có được kết luận thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm ven sông Sài Gòn, có lịch sử hơn 300 năm và có diện tích lớn nhất, dân số đông nhất cả nước. Cô mời một bạn lặp lại giùm cô. Cô mời Minh Châu. Châu ơi. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn, có lịch sử hơn 300 năm, có diện tích lớn nhất và số dân đông nhất cả nước. Bây giờ chúng ta sẽ qua hoạt động 2 là trung tâm kinh tế văn hóa khoa học lớn. Rồi, các con hãy đọc sách giáo khoa và trả lời cho cô 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước? Câu hỏi thứ hai là hãy kể tên các ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi thứ ba là tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa khoa học lớn? Các con có 3 phút để trả lời cho 3 câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên có ai trả lời được không nè? Tuấn Anh trả lời đi con. Dạ cô, tại tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước? Dạ thưa cô, vì thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều rạp chiếu phim và rạp hát và kinh tế mà kinh tế. Dạ, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước, rất đa. Rồi bạn nào tiếp, bạn Tuấn Anh nè. Cô mời bạn Nguyễn Quốc Bảo. Dạ cô, là tại sao thành phố Hồ Chí Minh trung tâm khoa học lớn là trung tâm kinh tế câu một kìa. Tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước là? Ở đây có cái gì mà người ta lại nói như vậy? Rồi Bảo Trân tiếp bạn đi con. Dạ thưa cô, là các thành phố Hồ Chí Minh có các ngành công nghiệp
của thành phố rất đa dạng, bao gồm điện, luyện kim, cơ khí điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may. Rồi, cảm ơn các con. Thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm kinh tế lớn là bởi vì ở đây có nhiều ngành công nghiệp, có nhiều chợ và siêu thị, có sân bay quốc tế và cảng biển lớn. Rồi, lúc nãy bạn Bảo Trân đã kể tên một số ngành công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh như là điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng và dệt may. Do là có nhiều ngành công nghiệp nổi tiếng nên các sản phẩm công nghiệp ở đây cũng rất là đa dạng. Đây là hình ảnh ở trong một cái phân xưởng dệt. Dây chuyền lắp ráp tivi. Khu công nghiệp Phú Mỹ. Và chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành được xem là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì khi nhắc đến chợ Bến Thành thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thành phố Hồ Chí Minh. Siêu thị Cốt Mắt ở quận 7. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây một cảng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh là cảng Sài Gòn. Cảng Tân Thuận. Rồi câu thứ 3 là thành phố Hồ Chí Minh được xem là tại sao thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm văn hóa khoa học lớn? Bạn nào trả lời được cho cô nè. Tuấn Anh. Dạ hô cô. Dạ hô cô là thành phố Hồ Chí Minh có nhiều viện nghiên cứu và trường đại học, nơi này có những rạp hát, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí hấp dẫn như Hảo Cầm Viên, Đặt Sen, Suối Tiên. Rồi, cô mời một bạn nhận xét câu trả lời của bạn Tuấn Anh. Cô mời Minh Châu. Dạ thưa cô, bạn trả lời đúng. Rồi, cô cũng đồng ý với ý kiến của hai bạn. Ở đây có nhiều viện nghiên cứu, nhiều trường đại học, có nhiều bảo tàng, nhiều rạp hát, rạp chiếu phim và các khu vui chơi giải trí, nên thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm văn hóa khoa học lớn. Đây là nhà thờ Đức Bà, được xem là biểu tượng về tôn giáo cũng như là văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Cảng Nhà Rồng. Ở đây có sự kiện lịch sử gì nè, các con có nhớ không nè? Cảng Nhà Rồng. Hồi nãy cô cũng có nói một lần rồi đó, bạn đừng nhớ. Bảo Trân. Dạ thưa cô, làm bác nó họ đi ra rồi đòi nước để đi cho họ cơ cứu nước. Bác Hồ tại đây đã ra đi để tìm con đường cứu nước chứ. Ở đây là hai trong các trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học Bách Khoa và trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng chứng tích chiến tranh và bảo tàng lịch sử Việt Nam. Công viên nước Đầm Sen và Suối Tiên. Con có đi rồi. Đây là một cái công viên làng hoa tại quận Gò Vấp rất là nổi tiếng. Rồi cô có kết luận cho hoạt động này là thành phố Hồ Chí Minh là thành phố công nghiệp lớn, nơi có hoạt động mua bán tấp nập, nơi thu hút được khách du lịch nhất và là một trong những thành phố có nhiều trường đại học nhất. Cô mời một bạn đọc lại giùm cô nè. Cô mời Khánh Trần. Khánh Trần ơi. Dạ. Con đọc lại cái kết luận đó giùm cô. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố công nghiệp lớn nhất, nơi có hoạt động mua bán tấp nập, nơi thu hút được nhiều khách du lịch nhất, là một trong những thành phố có nhiều trường đại học nhất. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem một đoạn video. Thank you.
Đây là nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Bạn nào đọc lại giùm cô nè. Cô mời Thiện Nhân. Dạ thưa cô nè. Ghi nhớ, thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn. Đây là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất của đất nước. Các sản xuất công nghiệp của thành phố rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Rồi, cô cảm ơn con. Các sản phẩm nha con, chứ không phải là các sản xuất nha con. Dạ. Rồi, đây là nội dung bài học của chúng ta. Các con nhớ học thuộc nội dung bài học. Là một thành phố lớn, đông dân, lại là phát triển công nghiệp nữa, nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây rất là nghiêm trọng. Rác thải sinh hoạt thì không được xử lý. Và tình trạng kẹt xe rất là hay diễn ra. Đông dân nên là phương tiện giao thông cũng nhiều, nên là khói bụi từ các phương tiện giao thông này thải ra môi trường cũng rất là nhiều luôn. Khói bụi từ nhà máy. Như vậy thì chúng ta đang sống ở thành phố Long Xuyên cũng được xem như là một thành phố lớn của đất nước. Vậy thì chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta, để thành phố mà chúng ta đang sống nó sẽ không có bị ô nhiễm như là thành phố Hồ Chí Minh? Bạn nào biết? Bảo Trân. Dạ thưa cô, là không vứt rác bừa bãi, không xả khí ô nhiễm ra ngoài. Rồi, cô cảm ơn bạn Bảo Trân. Bạn nào còn cách khác không nè? Minh Châu, con còn cách nào không con? Trồng cây xanh. À đúng rồi, thì cô có những cái cách. Đây là chúng ta sẽ vứt rác vào thùng rác và không vứt rác bừa bãi ở nơi bên ngoài. Chúng ta trồng cây xanh, chúng ta dùng những cái giấy bỏ để tái chế làm dụng cụ học tập. Và vệ sinh ở trường cũng như là môi trường sống quanh nhà của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi. Bây giờ cô có 5 câu hỏi và có 5 số thứ tự. Các con sẽ chọn một số thứ tự, trong đó sẽ chứa một câu hỏi có gợi ý về một nơi nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Minh Châu, con chọn số mấy? Số 5. Rồi, Minh Châu chọn số 5. Hàng ngang gồm có 5 chữ cái. Đây là một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh trước đây nổi tiếng với làng nghề trồng hoa.
hồi nãy cô có chiếu một cái hình liên quan tới cái câu này đó. Dạ thưa cô là Củ Chi. Củ Chi hả? Củ Chi. Củ Chi phải không nha? Chắc chưa? Dạ. Dạ con biết. Rồi bây giờ cô số đáp án nè. Đây là quận Gò Vấp. Rồi Thiện Nhân, con chọn một số đi con. Dạ cô, là con chọn con số 3. Số 3. Dạ. Số 3, đây là một ngành công nghiệp của thành phố chuyên sản xuất máy tính và tivi. Dạ cô, là lắp ráp máy tính. Có 6 chữ cái hả con? Dạ. Là Thủ Đức. Không, đây là tên của một ngành công nghiệp. À cùng với ai? Lắp ráp tivi. Là gì? Là lắp ráp tivi. Sai. Biết không? Là bạn nào biết tiếp bạn mình nè. Con biết rồi. Con là ai? Dạ bảo cho. Con là ai, con trả lời đi con. Dạ thưa cô là điện tử. À điện tử. Để xem có phải là điện tử không nha. Số 3. Đó là điện tử đúng rồi. Rồi Nhật Thanh, con chọn một số đi con. Dạ thưa cô là số 4. Số 4. Hàng ngang gồm có 7 chữ cái. Đây là tên cảng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Quá dễ, nhắc lại mấy lần rồi. Cảng nào con? Năm. Bốn. Thanh ơi, đâu rồi? Ba, hai, một hết. Ủa, bạn Thanh nó mất tiêu rồi. Trốn rồi cô ơi. Rồi. Ủa, cô hỏi cái nào? Thì cô hỏi kìa. Kìa, sao đang từ đang. Rồi, thôi, không cứ mấy rồi. Thôi thầy. Đâu có trong sách đâu. Rồi, thấy chưa? Trả lời được chưa? Em đi cô. Được chưa? Con biết nè. Sao không vậy? À, các bạn đếm ngược 5 giây đi nè. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hết giờ. Bảo Trân trả lời giùm bạn đi không? Dạ thưa cô là nhà đâu? À, đó chính là cảng Nhà Rồng. Còn hai số nè. Minh Châu hồi nãy chơi rồi đúng không? Còn bạn nào muốn chơi nữa không? Thiện Nhân, con muốn chơi không? Dạ cô là không. Không hả? Không muốn chơi. Không rồi. Tuấn Anh. Em chọn số 2. Số 2. Chợ nằm ở trung tâm thành phố, cũng là biểu tượng về giao lưu thương mại từ xưa đến nay của thành phố Hồ Chí Minh. Gồm có 8 chữ cái. Chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành, đáp án của con. Cuối cùng chưa? Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Rồi. Đáp án là chợ Bến Thành. Còn một câu nè, bạn nào muốn chơi? Chợ Bến Trăng đó cô. Chân hồi nãy trả lời nhiều rồi. Rồi bạn Chân chơi luôn đi con. Tên của sân bay quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủa bạn Bảo Chân đâu rồi? Cô kêu bạn Bảo Chân. Được chơi không? Đi.
Dạ thưa cô là Tân Sơn Nhất. Tân Sơn Nhất. Và đáp án của cô cũng là Tân Sơn Nhất. Là sai rồi. Wow. Ủa gì vậy? Rồi, tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Cô cảm ơn các con đã tích cực cho đây phát biểu xây dựng bài. Bây giờ chúng ta sẽ học